rượu rất nhiều. Cứ thử rượu thôi. Ôi, mùi thơm nhỉ. Mình là bà người mùi rượu thơm này nữa. Người ta bán nhiều nó thơm sao? Ngô, ngô. Chợ phiên mèo vàng. Lợn cấp lách ở chỗ nào? Dài vết nhở, chợ to thế này. Ai cắt chìa khóa đây? À đây cái gì? Bây giờ đi ăn sáng. Ngày ba tiền cân. Có ép lên tinh, giấy đỏ, giấy khai sinh, giấy khen, ép chất lượng. Mấy tiền một cân? Tôi chuyên cắt chìa khóa. Được rồi, chốt quay ra, đi. Khóa xe máy, khóa ô tô. Ăn sáng cho mẹ. Có ép được các loại chìa khóa. Ai cắt chìa khóa đây? Ngắm cái đã. Hạt rau các loại. Bánh đúc hay bánh gì đây chị? Chị ơi, nhìn như cơm nắng. Bánh gì như kiểu ở chùa Hương nó cũng sáng sáng nhưng mà nó nhỏ nó có cái lòng bàn tay thôi, chẳng còn bánh gì nữa. Lôi con chó đi bán nó khổ không chị Tiến kìa. Kìa, lôi chạy đến sạch kìa. Chợ lợn ở trong này hay sao ấy? Chợ lợn ở đâu? Trong này này, anh thấy khu đường này. Kìa, nó lôi cả chó làng đấy kìa. Đi làng đấy không? Xem lợn to hàng. Chợ phiên mèo vàng nhá. Em đang có mặt tại chợ phiên mèo vàng. Ấy, chó mò, chó gà bắt đầu cắn rồi. Lợn họ kéo máy đi đâu ấy, kéo tận đi đâu ấy. Rồi, rẽ vào những cái ngõ kia đi. Ừ, chắc hình như ở trong kia không phải về ngày sao. Đấy rồi, nó có cái ngã tư kia. Ừ, nó bán chó này. Đấy, đi rồi. Mới kéo này. Không có về đường Cao Bằng kêu kéo đầy. Xe nhiều xe. Chị chào Chiến Thắng nhá.
Đó là hình như là lọ nó cu lấy sao ấy. Ôi chó con rất nhiều này. Chó nó là mình cái hàng thịt khô này còn muốn ăn. Ôi lắm mèo lấy cho người ta mua lắm mèo nhỉ. Nặng ghê à, nhưng mà bẩn lắm. Thôi đi tìm chỗ mà ăn sáng. Đi ra lợn chỗ đấy bẩn lắm. Người ta có ủ nhưng không có ủ. Bẩn lắm. Đi dòm lợn đi dòm không? Đây ngay đây này nhưng mà bẩn lắm. Ôi nhỉ mà đi ra tầm tí rồi mà. Ôi chỉnh cho tao được ạ. Ôi chỉnh cho tao tao. Chào Kiên Kiên nha. Chợ phiên mèo vạc kia ạ. Chợ phiên mèo già mèo vạc Hà Giang. Ở đây toàn nó chó mèo hả? Ăn ở đâu? Đi quanh ra đây, đi quanh ra cái nhà này ăn thôi. Cái gì 10.000 ba thứ. Cứ 10.000 là ba thứ mà ba thứ thì chỉ có 10.000 thôi. Ba khẩu trang cũng 10.000. Ba chiếc ngực cũng 10.000, ba loại chải định răng cũng 10.000, hay ba dây buộc tóc cũng 10.000 luôn. Ai thích lấy cái gì thì lấy, ai thích nhặt cái gì thì nhặt, nhặt thế nào cũng được, nhặt thế nào cũng được. Ba thứ là 10.000, ba 10.000 thì ra có ba thứ luôn. Thích nhỉ, ừ. Em chào anh Minh Nguyễn. Mua quà nha em gái, nhiều quà lắm, anh thích ăn quà gì anh Minh ơi. Ừ, các loại quà cơ, không biết là anh Minh thích cái gì. Ở đây đường này có phải đường vừa nãy không? Không, vừa nãy phải ra. Thế chị Thanh bảo là mua cho chị Thanh cân măng khô vừa nãy đi qua. Tí là quay ra đây ăn sáng. Ừ. Chỗ để không ấy, đi xe máy đèo ngược đèo xuôi cả rồi nhét vào đâu được ấy. Dạ. Yeah. Và mấy chiếc áo nhé. Ok Kiên. Không thiếu mặt hàng gì nhỉ? Cũng là chợ Viền. Đi vào trong này đi. À, trong ẩm thực này không? Chắc bánh kia kia. Ăn sáng rồi đợi mấy đứa kia. Hồng nó chân ngon rồi. Hồng đấy mới là hồng ngon đấy. Gì đấy à? Gì là trông hay này chứ chứ? Chẳng
ở đây ăn sáng đầy đây. Trong này là chợ ăn sáng sao ấy. Chợ ăn đây. Nhờ. Gà đen này ok, gà đen. Ừ. Thế gọi bọn chúng đi. Gà đen trần.